bạn sẽ ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến sức khỏe nếu như dùng trứng chung với 4 nhóm thực phẩm sau đây. Trứng đại kỵ với quả hồng. Hồng và trứng là hai loại thực phẩm rất bổ dưỡng. Tuy nhiên, khi kết hợp chúng với nhau thì sẽ gây ra tình trạng khó chịu, thậm chí là gây ra viêm ruột cấp tính với các dấu hiệu như là buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng. 2. Trứng đại kỵ với ốc lợn. Hai thực phẩm này khi kết hợp với nhau sẽ làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể. Vì vậy, nếu thường xuyên kết hợp hai món ăn này thì có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh cao huyết áp. 3. Trứng đại kỵ với sữa đậu nành. Sữa đậu nành và trứng có thể giúp cho bạn có một cái bữa ăn sáng nhanh gọn. Tuy nhiên, nếu dùng hai thực phẩm này cùng một lúc thì lại không tốt cho sức khỏe. Sữa đậu nành có chứa rất nhiều protein thực vật, chất béo, carbohydrate, vitamin, khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, sữa đậu nành cũng có chứa trypsin, là một cái hợp chất có thể gây ức chế hoạt động của hệ tiêu hóa và làm ảnh hưởng đến sự hấp thu protein của cơ thể. Khi kết hợp trứng và sữa đậu nành thì protein có trong trứng sẽ kết hợp với trypsin và sẽ làm cái quá trình phân hủy protein bị cản trở và giảm cái khả năng hấp thụ protein của cơ thể. 4. Trứng đại kỵ với nước trà. Nhiều người có thói quen uống nước trà sau khi ăn trứng để làm sạch miệng và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu bạn uống trà ngay sau khi ăn trứng thì sẽ tạo ra rất nhiều tác động không tốt cho sức khỏe. Trà có chứa nhiều acid tannic và khi kết hợp với protein sẽ làm chậm hoạt động của nhu động ruột. Khi đó, các chất thải sẽ bị lưu trữ lâu trong ruột và gây ra táo bón, không tốt cho sức khỏe. Chúc bạn có một sức khỏe tuyệt vời!